sau lần trước ra ao làm giàu với nghề tìm kiếm kho báu dưới nước bất thành. Lần này anh thanh niên rách lò của chúng ta vẫn không chịu từ bỏ ý tưởng đi nhặt ve chai dưới nước. Anh vẫn tiếp tục cùng đồng bọn lang thang khắp nơi với hy vọng là nếu may mắn anh có thể nhặt được vài thứ giá trị là sẽ có thể đổi đời. Đồ nghề của anh trai thì vẫn là vậy, chỉ có một cái cục hít nam châm siêu mạnh đã được cột vào sợi dây thừng, cùng với đó là một cái xô anh dùng để đựng đồ nghề. Vừa bước ra ném xuống một phát đầu tiên thì anh thanh niên rách lò đã nhặt được một cục đồng nát. Xem ra thì cái số nhọ của anh chàng rách lò này vẫn chưa hết rồi các bạn à. Anh vẫn tiếp tục làm thêm một phát thứ hai, kết quả vẫn là thúi quắc, toàn mấy món đồ phế thải đã bám dính đầy sình bùn. Không những vậy, đồng bọn của anh kế bên cũng chẳng có gì khá khẩm hơn anh là mấy. Anh nào anh nê kéo muốn gãy cả tay mà vẫn chẳng nhặt được thứ gì có giá trị cả các bạn ạ. Tiếp tục thêm lần nữa nào anh trai, không lẽ số anh nhọ như cái con bọ hay sao? Eo ôi, thật là vãi cả chuẩn, chỉ là một cây sắt dài, nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn mấy lần kéo trước các anh em nhỉ. Cùng lắm thì mang mấy cây sắt này về đem bán ve chai thì cũng kiếm được bữa cơm bữa cháo, như vậy thì anh rách lỏ cũng đã cảm thấy an ủi lắm rồi. Cơ mà sao một hồi thì gục miệt mài quay tay thì u là trời thời tới với anh rách lỏ rồi kìa mọi người ạ. Đây là hẳn một khẩu súng tiểu liên có tên là Uzi trong các bộ phim sát thủ đây mà. Xem bộ dạng của nó thế này thì chắc là đã nằm ở dưới này lâu lắm rồi các bạn nhỉ. Theo mình nghĩ loại súng này chắc là do mấy băng đảng tội phạm mafia thanh toán giết nhau rồi vứt xuống đây. Chứ người bình thường ai lại đi mua con súng này về làm gì nhỉ? Anh rách lỏ vẫn tiếp tục với lại công việc của anh, dù trong lòng có chút hơi xoắn, anh thanh niên vẫn nỗ lực đi tìm sự giàu có của mình. Sau một lúc không tìm được thứ gì ở cái cây cầu này nữa, hội anh em đam mê làm giàu không khó, quyết định chuyển sang cây cầu kế bên. Thanh niên rách lỏ tay thúi như cứt của chúng ta thì vẫn chưa chịu từ bỏ đam mê làm giàu với cái nghề này. Dù đến nay anh trai rách vẫn chưa nhặt được thứ gì ra hồn có giá, chỉ toàn là những hung khí giết người cùng mấy món đồ phế liệu mà thôi. Ôi rồi ôi, lần này thì lại đến lượt anh trai đồng bọn của rách lò rồi các bạn à. Là một khẩu súng lục mini nữa này anh em ạ. Như thế này thì bảo sao bên mễ, thỉnh thoảng lại có vài vụ đồ sát xảy ra. Hung khí vứt đầy xuống sông thế này thì không biết là đã có bao nhiêu người đang xuất dưới cây hung khí này rồi nữa mọi người nhỉ. Cơ mà dù là vậy thì ba thanh niên u mê làm giàu vẫn làm tiếp công việc hút rác dưới sông của họ. Nào là mấy món đồ độc lạ bình dương, rồi đến cả mấy cái con dao sắt nhọn cũng đều được anh chàng rách lò kéo lên cho vào bộ sưu tập phế liệu của mình. Rồi bất ngờ lại ập lên đầu anh chàng rách lò thêm một lần nữa rồi này các bạn. Thêm một khẩu súng lục cực kỳ cổ luôn. Điều này đã khiến cho chàng rách lò số nhỏ teo luôn hai hòn trứng cút trong quần. Anh quyết định sẽ ngừng quay tay để đi trình bày cho các anh Bolick biết về những hung khí hôm nay mà anh nhặt được dưới cây cầu này. Cũng may là ông chú Bolick bụng bự chỉ lấy lời khai, hỏi hỏi vài câu để lập biên bản với lại anh chàng rách lò. Sau đó ông chú Bolick bụng phệ tiến đến kiểm tra tình trạng của mấy cái hung khí ấy, rồi ông quyết định phải mang chúng nó về để mà điều tra kỹ hơn. Còn thanh niên rách lò số nhọ thì được tự do về nhà mà mang mấy đống sắt vụn còn lại đi bán phế liệu lấy tiền mua xôi. Ở một tình huống khác thì đồng nghiệp của chàng rách lò vừa tìm thấy có thứ gì đó rất giá trị dưới con sông này, đến nỗi họ không thể dùng hít nam châm để kéo nó lên, nên việc họ có thể làm là phải lặn xuống dưới nước để trục vớt nó lên trên bờ. Với rất nhiều thợ lặn được mời đến đây, cùng với đó là những đồ nghề trục vớt chuyên nghiệp, bên dưới mặt nước lúc này thì tối tăm như tiền đồ của chị dậu. Nhưng dù là vậy thì các anh trai vẫn cứ quyết tâm lặn xuống dưới nước để thực hiện công việc đầy nguy hiểm gian nan này. Cũng may là do đã xác định được chính xác địa điểm nên công việc lặn cũng tương đối ổn áp với các anh trai. Đầu tiên, để có thể trục vớt được vật này lên thì các anh sẽ lặn xuống nước và sẽ quấn các sợi dây xích vòng quanh. Kế đến chính là nhét thêm vào những cái phao hơi vẫn chưa được thổi xuống nước ngay chỗ vị trí của vật đang chìm. Sau khi các anh thực hiện công việc cho bước đầu tiên này xong thì công đoạn thứ hai chính là nối ống dây dẫn khí vào phao. Sau đó nữa thì xả van hơi, bơm cho cái phao ấy đầy hơi vào, vậy là cái phao liền nổi phình lên trên mặt nước, kéo theo đó chính là vật đang chìm mà các anh đang muốn kéo lên. Công đoạn cuối cùng thì chỉ đơn giản là kéo cái phao ấy lại vào bờ mà thôi. Cơ mà xem ra vật chìm dưới đó rất to và nặng ấy các bạn à, các anh trai đã phải tốn rất là nhiều thời gian thì mới có thể kéo nó tiến lại gần được sát mé nước. Bước cuối cùng thì các anh vẫn phải dùng đến một chiếc xe kéo rất to để cột dây và đưa nó sát vào bờ. Giờ thì vật bí ẩn ấy cũng đã lộ diện, nhìn bộ dạng thế này thì đây chắc là một chiếc xe hơi rồi các bạn nha. Nhưng mà sao nó lại chìm dưới con sông này thì đúng là điều bí ẩn các anh em nhỉ. Không lẽ người lái đã bị tai nạn do lao cái con xe này xuống sông? Kết quả thì sau một lúc được chiếc xe kéo kéo lên thì bất ngờ là người ta phát hiện ra bên trong chiếc xe vẫn còn có xác người nằm ở trong đó. U là trời khiếp vãi linh hồn thật các bạn nhỉ. Đi săn kho báu mà gặp cảnh này thì đúng là báo không trượt phát nào luôn. Kiểu này thì mấy anh chàng săn kho báu này trở về nhà không biết tối ngủ có giật mình không mọi người nhỉ. Chứ mình mà gặp cảnh này thì chắc là sẽ ám ảnh khỏi ngủ luôn. Trở lại với cái chiếc xe thì các anh trai vẫn không quên kéo nó lên bờ và che chắn xác người nằm trong xe lại.
còn các anh thì giờ phải đợi, giữ nguyên hiện trường chiếc xe cho Bolick đến để điều tra. Kết quả thì sau một hồi, cũng có người đến lấy lời khai và xem xét hiện trường vụ án. Đây thật sự là một vụ án bí ẩn, đầy thương tâm cho nạn nhân xấu số trong chiếc xe. Cuối cùng thì khi đã có được biển số của chiếc xe và tìm thấy một số giấy tờ của người nạn nhân xấu số đã chết trong chiếc xe ấy, các anh Bolick cũng đã xác định được danh tính chính xác của nạn nhân. Nhìn hình dáng của cái con xe bám đầy rong rêu đất cát như này thì nó có lẽ đã rơi xuống con sông này chắc đã rất lâu. Công việc còn lại sau cùng là họ phải phá cửa xe đưa thi thể ấy về để khám nghiệm tử thi và đem đi mai táng. Đây chắc hẳn từng là vụ án người bị mất tích bí ẩn, vẫn chưa có kết quả điều tra các bạn nhờ. Giờ mà đột nhiên người thân của nạn nhân mất tích này hay tin rằng đã tìm được thi thể thì chắc chắn họ sẽ rất đau buồn. Thật sự là một vụ án đầy đau thương cho người nạn nhân xấu số đã bị mắc kẹt trong cái con xe. Cơ mà chiếc xe này làm sao lại chìm xuống nước lâu như vậy vẫn còn là một bí ẩn cần được các anh Bolick điều tra. Hy vọng là người nạn nhân xấu số này sớm ngày siêu thoát vãng sanh miền cực lạc mọi người nhé. Mèo bánh xèo xin chào và hẹn gặp lại cả nhà sau ạ.